Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều, tức là 17 giờ của ngày 21 tháng 12 năm 2021. Còn 9 ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm 2021. Một năm phải nói rằng là vô vàn những cái sự kiện quan trọng. Và đến những ngày cuối năm này, chúng ta vẫn phải đón nhận thêm một cái sự kiện vào ngày hôm nay. Đó là một cái sự kiện phải nói rằng là vô sỉ. Nó vô sỉ thế nào á, thì xin phép báo cáo với các bác là thế này. Chúng ta nhìn qua màn hình thì chúng ta thấy rằng là đây là trang chủ của báo Tuổi Trẻ. Và ở góc bên phải các bác có thể nhìn thấy rằng là cử tri thành phố Hồ Chí Minh sao lại có chuyện hiểu lầm WHO chấp thuận bộ xét nghiệm của Việt Á. Đó. Đó là ý kiến của cử tri Đặng Minh Hoàng tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 vào chiều ngày 21 tháng 12. Đó là thông tin các bác có thể thấy nhé. Rất là căng thẳng, rất là kinh khủng. Và báo cáo với các bác rằng là rất nhiều cử tri quan tâm này, tiếp tục một cái đại biểu Quốc hội này. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thì cho biết báo chí và dư luận rất quan tâm đến chất lượng bộ xét nghiệm COVID-19 sau khi Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị khởi tố. Trong đó có trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Đó. Rất cụ thể. Và hôm nay thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì đã chủ trì cuộc họp này của Ủy ban Pháp luật. Và thổi giá là một chuyện này. Rồi các bác có thể thấy rằng là bổ sung việc người lao động phải trả tiền xét nghiệm giá cao này, rất nhiều thông tin. Nói như vậy thì các bác có thể thấy rằng là nói như vậy để các bác có thể thấy rằng là mọi người từ đại biểu Quốc hội, từ quan chức đến người dân và ngay cả chúng ta vô cùng quan tâm tới công ty Việt Á, Phan Quốc Việt và đặc biệt là trách nhiệm của các bộ ngành bao gồm có Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế. Thế nhưng ấy, sau cái sự im lặng đáng sợ sau 3 ngày vừa rồi mà tôi đã có bài chia sẻ thì hôm nay Bộ Y tế đã có một cái văn bản chính thức để mà trả lời báo chí. Để bình luận về văn bản này á thì tôi xin phép trả lời với các bác một câu thôi. Mới dùng từ gì? Bởi vì tôi muốn dùng ngôn từ nó văn minh lịch sự một chút. Và nếu dùng cái từ như vậy thì sợ rằng các bác sẽ quay lưng với kênh mất, bởi vì tôi sẽ dùng một từ nó rất là nặng nề mất. Thôi thì các bác và mọi người hãy xem qua một cái bài chính thống ở trên này, bài trang chủ ngay lập tức, trang chủ ngay nhé. Đó là các bác có thể nhìn thấy là Bộ Y tế lần đầu tiên nói về vụ test kit Việt Á là bộ thực hiện đúng quy định địa phương tự mua sắm. Có nghĩa rằng á là bộ thực hiện đúng quy định, còn đâu là trách nhiệm của địa phương nha các bác. Đó. Trách nhiệm của địa phương nha. Bộ không liên quan gì. Bộ chả liên quan gì hết à. Cái này là của địa phương. Địa phương làm thì bây giờ địa phương tự đi mà chịu. Chứ bộ thì chẳng có trách nhiệm gì hết. Bộ thực hiện đúng quy định của mình thôi. Và trong vụ việc này thì bộ vô can. Anh Nguyễn Thanh Long vô can. Những người, thậm chí là có những người bị cách khỏi chức vụ vừa rồi là anh Minh Tuấn cũng vô can, tất cả vô can hết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm duy nhất, và thật sự là có không chịu trách nhiệm hay không, bởi vì trong một cái văn bản rất dài mà các bác mà đọc thì đọc thì choáng luôn. Nhưng mà rất may thì bên báo Tuổi Trẻ thì người ta cũng đã tóm tắt lại để các bác có thể thấy rằng là bình luận gì về việc này. Tóm tắt nội dung như thế này này: thực hiện đúng quy định cấp phép lưu hành sinh phẩm của Việt Á. Đó. Thực hiện quyết định này thì của Bộ trưởng Bộ Công nghệ. Đã đổ lỗi cho Bộ trưởng nha. Thực hiện quyết định 489 ngày 2 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 3 tháng 3 năm 2020 thì Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 đề tài cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo này vân vân thì đã họp và đề nghị cấp phép sử dụng cho hai bộ phận này. Và đây là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt được thực hiện giữa Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Coi như là Bộ Y tế không liên quan. Và căn cứ vào ý kiến của hội đồng nói trên, kết quả đánh giá đáp ứng về độ nhạy và đặc biệt của hiệu quả của vệ sinh dịch tễ Trung ương, vân vân thì đã làm.
Rồi Bộ Y tế cho rằng việc cấp phép đã đáp ứng được yêu cầu để xét nghiệm tại thời điểm này khi tiếp cận những nguồn cung ứng sinh phẩm trên thế giới. Đó. Và tới ngày 4 tháng 12 năm 2020 thì Bộ Y tế đã có quyết định số 5071 cấp phép lưu hành 5 năm đối với bộ sinh phẩm này của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Và cũng tại quyết định trên thì Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành các sinh phẩm xét nghiệm chủng loại vân vân. Tính đến ngày 20 tháng 12 thì Bộ Y tế đã cấp phép cho 146 sinh phẩm xét nghiệm, trong đó có 46 sinh phẩm xét nghiệm này tương tự như của công ty cổ phần công nghệ Việt Á và công ty cổ phần Sao Thái Dương. Tôi quên mất không nói với các bác về Sao Thái Dương nha, các bác nào nhớ công ty này không? Đó, nhớ công ty này không? Bộ Y tế đã cấp phép nhiều sản phẩm như vậy và tất cả các sản phẩm cấp phép thì đều được đánh giá là đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Các sản phẩm sau khi được cấp phép thì đều được theo dõi chất lượng và tính ổn định, vân vân. Đó. Và ở đây ấy, thì trích dẫn thế này. Mỗi quốc gia, mỗi tổ chức thì đều xây dựng được tiêu chí và yêu cầu về hồ sơ sản phẩm khác nhau về việc chấp thuận lưu hành sinh phẩm. Các công ty có nhu cầu lưu hành thực tiễn quốc gia và tổ chức thì sẽ nộp hồ sơ theo quy định của từng tổ chức, vân vân. Và giá sinh phẩm xét nghiệm phải thông qua đấu thầu công khai. Đó. Thì Bộ Y tế quy định như vậy rất nhiều. Ôi tóm tắt mà tôi đọc cái này chắc là hết mất. Nhưng mà có cái câu hay thế này này. Phải nói rằng là tôi rất khoái báo tuổi trẻ nhé. Bởi vì riêng cái vụ này, vụ khác thì mình không nói, có nhiều vụ thì báo tuổi trẻ cũng thôi, vụ đấy mình nói sau. Nhưng riêng vụ này thì báo tuổi trẻ rất là nhiệt tình và phơi bày ra nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra scandal Việt Á thì Bộ Y tế đã lên tiếng. Tuy nhiên, Bộ chưa trả lời nhiều câu hỏi, trong đó có việc Bộ giới thiệu giá cho các địa phương nhưng lại không chịu trách nhiệm. Bộ chưa trả lời câu hỏi này nha. Và mức giá 470.000 đồng một test kit mà Bộ giới thiệu đã được xác định là giá có kê khống tại Hải Dương. Vậy ai xây dựng và cho phép mua bán bằng mức giá này? Và theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ thì ở giai đoạn đầu của việc mua sắm test kit Việt Á thì đều thông qua thương thảo và không có đấu thầu như giải thích của Bộ Y tế. Đó. Đều thông qua thương thảo và không có đấu thầu như là giải thích của Bộ Y tế đâu. Vậy thì Bộ giải thích một đằng, còn người dân với cả mọi người thì thấy một nẻo, đúng không? Và chúng ta thấy ở đây nhiều câu chuyện hay ho lắm. Tôi cho rằng là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thì không thoát khỏi vụ này đâu. Xin phép với các bác là như thế. Chắc chắn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long không thoát khỏi vụ này. Và đợt tới sẽ có nhiều cuộc họp để định đoạt cái số phận của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Không cần chờ đến cái vụ này nha các bác. Không cần chờ đến cái vụ này thì Bộ trưởng cũng đã mất nhiều niềm tin rồi. Đó là sự thật. Và đến vụ này thì nó như là một giọt nước làm tràn ly. Người dân chúng ta muốn thấy được cái sự gọi rằng là tiếp thu của Bộ Y tế và cầu thị từ Bộ Y tế. Thế nhưng chúng ta thấy rằng cái văn bản trả lời như thế này á, thì Bộ gần như là phủi sạch cái trách nhiệm. Phủi sạch cái trách nhiệm. Và như thế rất khó có thể chấp nhận được câu trả lời này của Bộ Y tế. Và tôi xin tiếp tục tôi chia sẻ các bác thế này. Đợt tới không cần phải, có nghĩa rằng là không cần, chúng ta vừa rồi học công tác cán bộ đấy thì chị Trương Thị Mai cũng đã nói cho từ chức, cho nghỉ, cho từ chức và thậm chí là cho nghỉ công tác mà không cần phải đến khi mà pháp luật vào cuộc. Với những người đã mất cái năng lực, mất cái sự uy tín thì đương nhiên anh sẽ phải rời khỏi cái chức vụ. Lúc này tôi nghĩ rằng là Bộ trưởng Thanh Long nếu có, nếu như Bộ trưởng Thanh Long còn có tự trọng và thật sự muốn vì dân vì nước để mà cứu giúp được trong đại dịch thì tốt nhất Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nên từ chức, nên tạo lập cái văn hóa từ chức, không nên cố bám vào cái ghế để làm cái gì cả, nên từ chức để người khác làm. Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, và để thấy rằng là phải có ai đó để chịu trách nhiệm, và ngay cả những người có trách nhiệm ở trong Bộ Khoa Công nghệ nữa, bởi vì đây ấy, là một chuyên án chắc chắn sẽ được mở rộng. Chắc chắn sẽ được mở rộng. Và sẽ còn lòi ra nhiều sâu mọt nữa. Không phải các anh cứ ngồi đó là các anh thoát được đâu.
Không phải các anh cứ ngồi đó là anh thoát được đâu. Với những thông tin được ám chỉ mới nhất ý, thì báo cáo với các bác rằng là vụ này chắc chắn người ta sẽ không để yên. Nhưng mà cái lý do không để yên cũng rất là buồn cười nha các bác nhé. Có những cái mà trong câu chuyện này á, tại sao nó lộ ra đúng cái thời điểm này? Các bác có bao giờ để ý một câu hỏi như thế này không? Tôi bao giờ tôi cũng dành đoạn cuối, dành cái đoạn cuối để tôi hỏi những câu hỏi để các bác có thể là cùng lúc tư duy một chút. Là thực ra bộ này, cái vụ này á, đã làm từ những đầu tháng 7, tháng 8, không phải là mới, nghĩa là cách đây cũng gần nửa năm rồi. Thế nhưng mà các bác thử suy nghĩ xem là tại sao vụ này lại được đưa ra ở thời điểm này, và quá trình đưa ra ấy, có nhiều hay, nhiều thứ hay ho lắm đó. Nhiều thứ hay ho lắm, cho nên tôi thấy rằng là nhiều cái nhiều khi ấy, các anh chị ấy bây giờ chỉ ngồi sợ sợ rời chiếc ghế ấy. Sợ rời chiếc ghế của mình ra, rời ghế ra phát cái là xong phim ngay, cho nên rằng là thà hy sinh chứ nhất định không chịu từ chức. Thà hy sinh chứ nhất định không chịu từ chức. Bây giờ văn hóa từ chức thì đã được trung ương là nói rồi, tôi nghĩ rằng là những người có tự trọng thì nên từ chức, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Còn về nhận xét về cái lời này á, của bên Bộ Y tế, tôi cho rằng đó là một trong những văn bản trả lời rất là vô trách nhiệm và không có tính cầu thị. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.